Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Quê hương là con diều biết tuổi thơ, con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm cua nước ven sông. Hội đồng viên kỳ sửu năm 1982 thành lập hội. Ông mở ra. Gồm có các ông các như sau. Ông Bùi Công Thưởng, ông Đinh Xuân Ứng, ông Đỗ Thắng Lập,
ông Nguyễn Đức Quát, ông Nguyễn Đức Sáng, ông Nguyễn Văn Xỉu, ông Nguyễn Đức Ré, ông Bùi Công Thường, ông Bùi Công Trúc và ông Bùi Công Thiêm. Ông Bùi Công Trình vào sau chưa có ghi vào sổ. Hôm nay muốn ghi sổ thì phải có cái gì đấy, có cái lễ. Quên à? Tất cả đây, hôm nay cái làm ý tôi cũng có. Ông cũng chưa có. Chưa về. Quên cái hôm ý. Quên hôm ý là ông chưa có mặt. Cái hôm ý. Chỉ có ông. Tôi trung phát ở nhà rồi. Không báo. Chứ không, lúc bấy ông Phát ông đi công nhân. Qua đây cũ. Ông Phát sau rồi đó. Một lần nữa, lần lượt thì sẽ sang cái bốn ông. Ông Bùi Công Thưởng, ông Đinh Xuân Ứng, ông Nguyễn Đức Khoát, ông Nguyễn Văn Xỉu, ông Nguyễn Đức Sáng, ông Nguyễn Đức Ré, ông Bùi Công Thiêm, ông Bùi Công Trúc, ông Bùi Công Thường, ông Đỗ Như Thắng Lập, ông Đỗ Như Phát, ông Đặng Công Trình, ông Đặng Công Thụy và ông Nguyễn Đức Bội. Ghi vào sổ. Đây, đây, đi sang nhà bang đi, sang nhà bang thắp hương cho bang cái để tưởng nhớ anh em mình cùng với tuổi đồng niên kỷ sử. Hà Nội. Cái tuổi này trần trừ. Chào nhà nhé. Bà cứ cho nhiều muối vào. Được. Môi là giống nhất, môi là mắt môi giống. Nhưng mà làm lại nó không được giống lắm. Không rồi. Nhưng mà ảnh như thế này, ảnh như lúc trẻ. Dạ, trẻ, lúc thì em trẻ. Thế là lúc trẻ. Còn lúc thì em ấy thì nó già quá mà nó nông nha. À đâu đúng là thành phố Hà Nội, quận Hà Đông, phường Phú Lương, tổ dân phố 6, Tân Trạch. Hôm nay là ngày 13 tháng 9 năm Kỷ Sửu, tức là ngày 30 tháng 10 năm 2009. Tuổi Kỷ Sửu đồng niên, chúng Kỷ Sửu đồng niên hôm nay tổ chức liên hoan kỷ niệm 61 năm ra đời. Trong khi từ ngày thành lập từ năm 1982 đến nay có 12 anh em tham gia, trong đó có ông Nguyễn Thọ Bang. Nhưng do hoàn cảnh ông bệnh tật hiểm nghèo, ông đã ra đi trước chúng tôi 12 năm, tức là một giáp. Hôm nay chúng tôi gồm có Bùi Công Thưởng, Đinh Xuân Ứng, Nguyễn Đức Khoát, Đặng Công Trình, Đỗ Như Phát, Nguyễn Đức Ré, Bùi Công Thiêm, Nguyễn Đức Sáng, Nguyễn Văn Xỉu, Bùi Công Thường và Bùi Công Trúc đến. Đỗ Như Thắng. Và Đỗ Như Thắng là đến thắp hương để tưởng nhớ đến ông, người đồng đội đã từng một thời chống Mỹ và sống sót trở về cùng hội họp đồng niên năm 1982, tức năm Nhâm Tuất. Để tưởng nhớ đến ông, tất cả chúng ta một phút mặc niệm bắt đầu. Cao nguyên để ta lại được.
mình hay là ngoài Hà Đông? Cháu học ở ngoài tỉnh. Trên làng thì thế là chị, anh chị được mấy cháu tất cả? Em được 5 ạ. Ồ, thế, thế mấy trai mấy gái ạ? Có một mình cháu là trai, vâng. 4 cháu gái. Thế cháu Út năm nay bao tuổi ạ? Cháu năm nay học lớp 10. À đấy, quý quá. Thôi đấy, cố gắng, chị cố gắng cho cháu nó học thật tốt. Mấy thằng rể? Mấy thằng rể thôi? Hai thằng rể. Nhưng mà mỗi lần no em cứ giấu giếm các bác. Để cho anh em đồng viên chúng tôi biết, để chúng tôi đến thì mừng như anh chị với các cháu. Hôm nay cũng nhân dịp là cái tuổi Kỷ Sửu đạt được 60 năm tròn một hội. Thế nên chúng tôi hội họp và họp mặt với nhau. Đến tức là đến chữ thăm hỏi bà. Và sau đó chia buồn bà và thương thăm hỏi bà và các cháu. Và sau đó tưởng nhớ đến người đồng đội của tôi. Và cũng là người đồng niên. Tự hào thì anh em đó là Cổ Sỉnh. Có 2 năm rồi thôi nhá. Cháu qua. Những người mà cháu tên là gì? Cháu tên là gì? Cháu là Trọng Quyền. À, đấy, các bác là đồng niên với 4 cháu đấy. Hôm nay các bác ăn liên hoan tuổi đồng niên tuổi Kỷ Sửu mà. Thế nhớ đến bố cháu ở đến thắp hương cho bố cháu. Cùng với gia đình. Động viên các cháu phải cố gắng học giỏi nhá. Đi học còn xe đạp cả. Vâng, cháu đi xe đạp. Không nên cho xe máy rồi. Vâng, đi xe đạp. Bây giờ nó đi học rồi. Mời cháu. Chúng ta là lộc thì giờ là cho anh em mình cũng được. Mấy anh hỏi bảo ông ba đừng đây. Cái này ra xưởng ngay đánh cái này cho nó trắng. Nhưng mà lúc này ông giờ ấy. Đây là cái hôm mà nhà em sắp chết trong mùa sau em giữ là cháu Nguyệt nó chụp. Cháu gì cả. Ông Kiêm là ông người đằng sau. Ăn mai mất rồi. Hai bông. Ăn không đủ rồi.
Lại rõ thôi. Mời các ông vào đây. Ăn cái từng mâm một bên kia nâng cốc đi, bên ông uống nâng cốc đi. Xin mời các bạn. Các cháu 4 năm toàn một hội. Chúng ta nâng cốc cốc vừa. Sống tìm nhà, sống đi lên trước. Bao giờ lại làm một cái đêm tình là 70. Cố gắng. Để khỏe mạnh rồi chết rồi đi thật nhanh. Đến trước đủ trước. Bông chết ta chứ chết được. Chỉ mất cho nó gọi. Chết là con này chết được. Chết là con này chết được. Chết là con này chết được. Chết là con chưa được về nhà mà phải ở ngoài kia. Thế sau đó để có công việc thì trước khi ấy cũng đã nói với anh em này là vì nó cách cách xa xôi cho nên là mọi cái việc tham gia các cái hội hè các thứ gì và liên hoan là cái xin canh là long long là hôm qua một cửa gọi tôi bảo long long đầy đủ. Thế còn những cái khác thì nó cũng có những cái kinh nghiệm. Không phải lăn tay thế đâu. Không đấy. Bạn nói vui thôi. Đấy. Đấy là cũng tôi xin ý kiến các ông là như thế cho nó tròn vành giáo chứ. Thế và cái điều thứ ba nữa mà ông thưởng ý kiến thì tôi xin có ý kiến này. Cái đó là làm được thì cũng gọi là tốt. Thế nhưng mà điều kiện này là vài năm nữa là ta chưa làm được. Bởi lẽ này, công ăn ở ngay tại gốc ta đây nhưng mà còn phải đi đón cháu, còn phải hiểu nhiều. Cái giống đà đông ai ta mà ông xin phép về để đón cháu rồi. Cái đó là điều kiện hiện nay là chưa cho đón, rồi là cơm nước rồi là đủ thứ. Nói được đấy. Ví dụ sau 5, 6 năm nữa là các cháu nó lớn rồi, mình không phải trông nom gì nữa, có điều kiện và anh em mình hoặc bạn trách nhiệm thì lúc bây giờ ta lại thay đổi kế hoạch, thì phép không? Còn một vài năm tới đây đóng đời ta bao giờ chưa có điều kiện cả. Thọ xong rồi dựng thọ đâu bây giờ? Không, cái dựng thọ thì đâu cả. Cái dựng thọ tôi gọi dựng thọ thôi, càng phải có là, càng phải có là cái dựng thọ thì mấy năm nữa chưa mấy năm nữa không có gì
thì thay đổi là rồi. Nào bia đi. 2, 3, vô hết. Đấy. Rồi. Cảm ơn. Mẹ nó đuổi từ cái hậu thế về sau này. Nó nhìn thấy các cái măng này nó thích quá đúng không? Rồi 61 mà vẫn còn cường tráng. Kể cả tất mọi người. Nó đuổi học máy là cái gức của tôi. Mẹ nó 61 rất là vẫn còn trông vẫn còn khoảng cái. Không là anh cao trí cao ngọc. Quả ra. Quả cứ lên xuống đường ngủ không biết về. Không, thằng Phúc mà nói là cũng cứ nhìn cái gức của chúng ta là nó là rất là xăm. Xăm rồi. Năm nay là đúng là năm nay được ngồi dưới này mình thấy là anh em thế là năm nay là tôi khỏe. Đấy, ông làm chết từ năm kia. Ông chết từ năm 94. Ở quê mình á, từ 91 2064 60 tuổi là chết thì là 91 2064 chính nhà. Đọc đây, đọc đây đọc đi, đọc đi. Hôm nay đều một thứ là Phương. À thằng Phương, đúng rồi, cưới là Phương, hôm nay mổ. Đọc đây cái tuổi kia, tuổi tháng 2 trước đây xem nào. Sáng là ông sau đi đón đâu. Không, đọc cái lời linh của tháng xỉu. Bây giờ các anh trật tự tôi đọc. Đọc cái lời linh của tuổi xỉu. Mình nhé. Tuổi kỷ xỉu sinh năm 1949 nè. Đấy. Âm nam, tức là đến nếu mà tính đến năm kỷ xỉu là 61 tuổi. Khái quát cuộc đời của tuổi anh em mình nhé. Tức là mình, bạn có một cái mạng hỏa, tuổi thổ. Được tương sinh nếu sinh vào mùa hạ, mùa thu thì có cơ nghiệp vững bền, giàu sang phú quý, làm ăn thuận lợi, công danh dễ dàng. Là người thông minh, hiền hậu, tính tình khẳng khái, không chịu thua kém ai và cũng chẳng chịu lừa dối kẻ thế lực. Bao giờ cũng lạc quan yêu đời, rất ghét sự vòng vo tam quốc, bao giờ cũng tìm kiếm những con đường thẳng tắp và ngắn nhất. Tuổi kỷ biến thành chữ nhân. Đã hay thông hiểu chuyện đời, hậu vận mới được giàu sang hơn người. Đấy là tuổi kỷ xỉu. Ai sinh lúc lớn thì long đong vất vả hoặc ốm yếu phải lo nhiều. Số này có phần được nhờ vợ chứ chẳng được nhờ con. Về đường do ông kia thì kỷ xỉu là tuổi rất khen mạnh, rất khỏe. Phụ nữ là rất khen ngợi. Nếu biết được sự nóng giận, bạn có nhiều người mến yêu và nên tuân thủ theo cái ham thích. Thế nên là nữ nữ không thể lấy cái gì. Điều đó làm cho bạn được khỏe mạnh đến tận tuổi già. Tuổi kỷ xỉu anh em mình tổng đấy, nhưng mà đừng nói chữ 63 qua đây là hỏng ấy. Kệ. Tức là tuổi kỷ xỉu nói chung là đáng yêu. Đấy. Thế bây giờ thế này, tôi là người nhà quay phim, vừa vừa là nhà đạo diễn. Bây giờ tôi hỏi chị năm nay bao nhiêu tuổi? Em ạ. Ừ. Đây em chị Trang Lan năm nay em. Bỏ lại ra. 54 tuổi. Ừ, đấy. Thế thì tôi cũng cùng hội đồng niên với để ông xã nhà chị. Thế tôi hỏi chị là hôm nay. Trước hết là tôi đại diện cho tất cả 12 anh em tuổi kỷ xỉu hôm nay là cảm ơn chị đã cho chúng tôi một bữa cơm nghĩa là tuyệt vời. Các món ăn là đúng với khẩu vị và đúng với lại cái tuổi của chúng tôi, tức là toàn hầm dừ cả, răng đều kém cả rồi. Thế đấy là khen chị như thế. Bây giờ chị phát biểu với anh em chúng tôi mấy điều, mấy câu là đấy, năm nay chúng tôi là một hội hoa giáp là 60 năm rồi. 61 năm, năm nay là 61 năm. Thế thì chị thấy là cái tuổi anh em chúng tôi như thế nào, chị cho biết thế nào? Em chẳng biết nói thế nào. Các bác thì thôi chúc các bác là năm nay là tuổi 61. Thôi em cứ luôn luôn chúc các sức khỏe các bác luôn luôn là được mạnh khỏe. Vâng. Lại khỏe và còn gì nữa? Họ lâu. Họ lâu là đến năm bao nhiêu? Bà thích ông sống đến năm bao nhiêu? Bà thích ông sống đến năm bao nhiêu? Em thích ba cái các bác sống đến năm 8 năm. Suốt cho ba là hàng tuổi trước. Cứ bệnh thì rời não. Chúc các 100 tuổi. Chúc các bác được một suất quà của chủ tịch nước. Cứ được tròn 250. Nói theo mà kiểu Tiếu Lâm, tức là cứ chúc các bác đến lúc chết, sống đến lúc chết. Sống đến lúc chết.
sống đến lúc chết cứu dạ. Được 250 ừ. Người một ví dụ như là ông Bùi Công Thưởng đúng không? Vâng. Đây ông đang cầm quyển sổ đây. Thế bây giờ ông là sinh tháng mấy? Tôi sinh tháng 2. Vâng, sinh tháng 2 năm 1949 đúng không? Vâng. Thế bây giờ tôi nhờ ông Ứng đọc cho tôi xem là cái mệnh của ông Thưởng là sinh năm tháng 2 này. Năm 1949. Mơ. Ham cái đẹp. Ham cái đẹp. Nóng vội hấp tấp. Muốn làm việc lớn nhưng không có điều kiện. Hay gặp rắc rối. Vận xui vì tự tôn tự cả tự cao, quá mạnh dạn. Cuộc đời phiền muộn nhiều hơn niềm vui, thuận lợi trong đường tình ái. Đấy, bạn là lơ mơ bị bắt đấy nhá. Bye bye. Về thích hợp là làm các công việc tỉ mỉ như thợ kim hoàn, trang trí nội thất. 12 tháng. Đảng Dương Văn. Đây là cái tuổi sinh năm tháng 2, tuổi Kỷ Sửu sinh năm tháng 2. Thế ông bây giờ được mấy cháu nội ngoại rồi không? Tôi... 4 cháu trai. 4 con trai. Mấy cháu nội? Tôi 5 cháu nội. Sắp lưới cưới, tôi nghe tin ở Hà Đông họ đồn ra tận Hà Đông là ông sắp cưới con trai phải không ạ? Vâng, tôi cưới con trai út. Vâng. Thế ông có nhà ý mời hội đồng niên anh em tôi không? Tôi nhà ý mời hội đồng niên đợt này là kết thúc, các ông cứ phải đầy đủ. Vâng. Vâng. Bây giờ đến ông Đinh Xuân Ứng này, sinh tháng 5. Thế thì... Ông Đinh Xuân Ứng sinh tháng 5, người đơn giản, lạc quan, mạnh mẽ, thẳng thắn, hay theo đuổi những mục đích không tưởng mà chẳng thu được gì. Trong công việc ít được tự do hành động nên không hiệu quả nếu thận trọng, nhẫn nại, tránh viển vông, cuối cùng cũng đạt được kết quả. Nghề nghiệp thích hợp là kiến trúc, thợ thủ công, hành chính sự nghiệp. Bây giờ tôi nói này nhé, tôi là nhà gọi là Đỗ Như Thắng này, ở ngoài kia gọi là Lập, ông Đỗ, ông Nguyễn Đức Khoát, ông Nguyễn Đức Sáng, Nguyễn Văn Xỉu, đấy là sinh tháng 7, Đặng Công Trình, sinh tháng 7, tháng 7, năm ông này, ông Thắng Lập này, ông Đặng Trình này, ông Đức Sáng này, ông Văn Xỉu này, ông Đức Khoát này. Rồi. Ông đọc đi xem nào. Nhưng mà phải tháng 7 này. Người ôn hòa, gia đình yên ổn, thăng tiến cả thời, cả đời phong lưu, thành công người có ý đức, cộng đồng nhưng gia trưởng, có khả năng sáng tạo và cảm hứng nghệ thuật, ít bạn công việc thích hợp là lĩnh vực nghệ thuật lẫn chương trình. Tháng 7. Đấy, tháng 7 là giàu quý lắm đấy. Đến chương trình là được hết đâu, mày là hết được hết. Anh em tôi là tháng 7, nhưng năm 1949 có 2 tháng 7. Ừ. Là tháng 7 dư, thì cũng coi là tháng 8 đấy. Đúng rồi. Thế thì tháng 8 thì là cái người như này này. Giỏi giao tiếp, quan hệ rộng và được nhiều người mến mộ. Được hưởng phúc của tổ tiên, không giàu, xong cả đời bình an. Danh lợi song toàn, con cháu thành đạt, có khả năng nghệ thuật. Công việc thích hợp là bưu chính viễn thông, du lịch, vận tải, truyền thanh, truyền hình, ca sĩ, nấu ăn. Đấy, mà qua cái tuổi này rất qua các quan chất châu. Đấy, ông to, hai ông to te, hai ông kéo gì giỏi đấy. Hai kéo gì giỏi. Ông đài truyền hình. Đó, bạn tháng 8 đấy. Tháng 8 là giỏi giao tiếp này, quan hệ rộng và được nhiều mến mộ. Được hưởng phúc của tổ tiên, không giàu mà cả đời bình an, danh lợi song toàn, con cháu thành đạt, có khả năng nghệ thuật. Công việc thích hợp là bưu chính viễn thông, du lịch, vận tải, truyền thanh, truyền hình, ca sĩ, nấu ăn. Đấy là tháng 8 đấy. Tháng 8 này. Thế nhất là người ca sĩ thì ngon rồi. Nhất ông Ré thì ngon. Thế là mời ông đại diện truyền thanh của mình ở quê. Ông Ứng cứ đọc cho tôi cái đó là hai ông này đẻ tháng 10 đây. Tháng 10 này. Ông Trúc với ông Trần. Ai còn trẻ. Ác chót. Được là ai còn trẻ, sống tha phương, tha hương và phóng khoáng, trí tuệ thông minh. Khi đạt mục tiêu thì thực hiện đến cùng. Đánh bài ông đi tập. Thời trẻ đã thăng đi. Vận niên thành đạt. Công việc thích hợp là tổ chức kinh doanh, kinh tế đối ngoại, tổ chức du lịch. Quan trọng lắm.
sinh tháng 10, tự lập ngay còn ngày còn trẻ, sống tha hương và phóng khoáng, trí thông minh, khi đạt mục tiêu thì đến cùng. Thời trẻ gian lan, vận niên thành đạt, công việc thích hợp là kinh doanh, kinh tế đối ngoại và tổ chức du lịch. Nói không là nó phải xác cái này chung chung là nhiều. Tuổi này là có đặc biệt là một mình lấy một vợ đấy, không có chung chạ với ai đâu. Ê, nói chung 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 chung. Vào đây, vào đây, mời công vào đây. Rồi. Nói cái gì phải nói, mời công vào uống nước. Quê hương là chùm khế ngọt đây. Có cái khế chặt phí cứ để cho đẹp. À, ông Sáng vào đây, bà Ré lên mời các ông đồng niên uống nước đi. Ông Ré ngồi vào đây. Tuổi anh em mình cũng thích của chua lắm đấy, lúc trẻ tôi rất thích của chua. Chị Ré là người đâu nhỉ? Em là con nhà ông Bích. À, thế người Nhân Trạch. Thế chị năm nay bao tuổi? Chị năm nay bao tuổi chị? Thế tuổi Mậu Tý à? Tuổi Mậu Tý. Thế chị làm bạn với ông là ngót 30 năm rồi đúng không? Em làm bạn trên 41 năm rồi. Bao nhiêu? 41 năm rồi. Đấy, thế thì 41 năm ấy, 41 năm ấy thì chị 41 năm ấy thì chị thấy tuổi anh em chúng tôi thế nào? Hả? Trẻ lắm. Hả? Trẻ lắm đấy, trẻ lắm là bỏ. Trẻ và khỏe. Ông ơi, mới ra học còn bỏ đấy. Đi học để về lấy vợ đấy. Bỏ học để lấy vợ. Thế là bây giờ ông bà là 9 cháu nội ngoại rồi đúng không? Vâng. 9 cháu nội ngoại. Các cháu nội ngoại em đông lắm. Bác đứng vào đi. Đứng cạnh ông Thưởng đấy, đứng cạnh ông Thưởng. Thế là hơn anh em tôi một tuổi đúng không? Tuổi Mậu Tý, thế là tuyệt vời. Gái hơn một đấy nhỉ? Gái hơn hai, trai hơn một đúng không? Rất vào, xe đạp rất vào. Hôm nay đến nhà ông bà khoát thì này mất điện nhỉ? Yeah. Ông bà là người mà đông con nhất, nhiều cháu nhất đúng không? Mạnh mẽ nhất đấy. Mạnh mẽ nhất. Không, nhưng mà lưng không hẳn mà nhiêu thưởng. Thế bây giờ là ông bà là mấy cháu nội ngoại tất cả rồi? Em là 9 ạ. Dạ. Cảm ơn ông là chúng tôi là 9 cháu nội. Vâng. Còn bà thì vẫn có một bà. Bà vẫn có một bà. Chưa thay được hả? Chưa thay được, thế là tuyệt vời. Trong nhà mình ra thì là mất điện. Đúng về dừa ra ngó thì mất. Anh Quát đã đẻ tháng mấy nhỉ? Hả? Anh đẻ tháng 7. Mấy? 7 rồi. À, đấy, thế nhưng mà tháng 7 dư hay là tháng 7 đầu tiên? Tháng 7 dư đấy. Mùng bao nhiêu tháng 7? Mùng 5 tôi với ông Sáng trên nhau chỉ có 2-3 tiếng đồng hồ. Tôi nhớ thì... Thế là mùng 5 à? Thế là tôi đẻ 14, thế là tôi kém ông 9 ngày đúng không? Vâng. Kém ông 9 ngày. Tôi với ông Sáng hai anh em tôi là coi như là cùng ngày. Thì trên nhau là khác là chỉ có... Phỏng vấn. Thế giờ anh em tôi là tuổi kỷ sửu cùng ông Khoát đấy. Thế bà về làm bạn với ông Khoát, anh em tôi ở Nhân Trạch này là ba mấy năm rồi đúng không? Vâng. Thế thì bà thấy cảm nhận là cái tuổi anh em chúng tôi thế nào? Tốt hay xấu? Không, là người rất đúng mức. Đấy. Nhưng mà so với nhưng mà các đồng niên khác thì không, sống cũng rất là đúng mức. Vâng. Và rất là giản dị. Vâng. Và lại đúng là mẫu mực để cho các con các cháu nói. Vâng. Đấy là theo ý chị đấy đúng không? Vâng, đấy thế là rất khách quan nhá. Vâng, thế chúc ông bà là cứ bách niên dài não nhá. Đấy, để cho anh em chúng tôi theo các ông bà. Ông Thiêm bắt tay, đứng ngoài này, ông Thiêm bắt tay. Bắt tay từng người cái. Đẹp quá. Đấy, 61 tuổi rồi. Đấy, ông Thiêm ơi. Hôm nay tất cả hội đồng niên tuổi kỷ sửu đến thăm ông bà. Đấy, anh em mình năm nay là cũng tuổi 61 rồi. Tức là đúng tròn một hội rồi đấy. Vâng. Đến mừng như ông bà nhá. Và các cháu làm nào cứ làm ăn nó khá giả lên. Một cái nhà thành 37 cái nhà nhá. Một đứa con thành 57 đứa cháu, thí dụ như thế là cái là cứ phải liên tục phát triển nhá. Vâng, đấy. Mai nó xấu thì bắt mình cho lên nhé.
Là một ngày ra được mấy con ngựa? Cái tuổi thế nhỉ? Thế em năm nay bao tuổi? Hôm nay em 50 rồi. 50 thế là kém hẳn 11 tuổi. Kém 11 tuổi đúng không? Có, nếu mà thế nói về kỷ lục thì ông Thiêm là người có vợ trẻ nhất. Đúng không? Ông Thiêm là người có vợ trẻ nhất. Rõ ràng là ông này ông tài nhất. Ông tài nhất. Đúng không? Ông giỏi nhất. Ông giỏi nhất. Bắt tay ông Sáng cái đấy, bắt tay ông Sáng cái. Sáng đâu? Chào ông nhá. Ông trưởng. Rồi. Đi nhá, anh em tôi đi nhá, xin phép đi nhá. Thưởng vào đấy, cứ vào đấy. Hôm nay vẫn còn chữ xong hỉ kìa, coi như mà ăn cưới con đấy. Nếu hôm nay nói chị Trúc ơi, chị Trúc nói chị này nhá. Hôm nay là ngày 13 tháng 10 năm 2009, tuổi kỷ sửu anh em chúng tôi là được tròn 61 tuổi. Thế hôm nay là ăn liên hoan hội đồng niên với nhau. Thế anh em chúng tôi ở có nhã ý vào thăm anh chị rồi gia đình rồi các cháu. Thế như giờ anh lại đi vắng rồi, thế giờ chị có cảm tưởng gì mà khi chị lấy anh Trúc tuổi 61 tuổi kỷ sửu, thì chị nhận xét gì về cái tuổi kỷ sửu anh em chúng tôi? Chị cho biết thế nào? Chê là khen, Nói hả? Thì chung là các thôi thì cứ chúc các ông này. Bác là đến với vợ chồng em này là rất quý. Vâng. Nói chung là em chẳng biết nói gì cả. Vâng. Cảm ơn tất cả. Vâng. Các ông mới cưới con đâu thứ hai đúng không? Mà giấu nhá, không mời tôi nhá. Đấy, hôm nào phải phạt đấy nhá. Đồng niên với nhau rồi. Không mời tôi. Nói chung các ông nhà em đây chán lắm. Nó chán mà. Ta phải nói là nó phải. Em nói thật, nhà em mà không nhất định có một chút hàng xóm có cưới mà. Bắt tay ông Ứng đấy, ông Tranh ra bắt tay ông Ứng cái nào. Đây. Ra bắt tay nó mới vào hình được chứ. Vào hình rồi. Bắt tay ông Sáng cái nào. Rồi giờ công đi vào đây. Đây để xe mình. Rồi. Đồng niên này ăn luôn. Cho hết, nó là kỷ niệm này. Nó là kỷ niệm mà cho hết nó mới hay. À, hiểu chưa? Mình là đồng niên với nhau. Thằng này tên là thằng gì nhỉ? Ngày xưa hay lên nhà anh ấy. Quý, đúng rồi. Năm nay bao tuổi đấy em? Em năm nay 57 rồi. Ừ, đấy, kém bọn anh 4 tuổi. 58.
Đây, ông Trình nguyên là một gì, đại tá hay đại úy? Đại tá về hưu. Chính ủy trường chính đoàn công binh có đấy. Về hưu đúng không? Đấy, thế thì ông thấy là cái tuổi anh em mình thế nào? Ông cứ như ông đi xa nhiều hơn tôi. Chức tước ông cao hơn anh em chúng tôi. Thế ông thì thử nhận xét xem cái tuổi kỷ sửu anh em mình thế nào? Vâng. Nói với ông là tuổi kỷ sửu anh em mình thôi, nó gọi là mỗi nhà, mỗi hoàn cảnh. Nhưng mà cho đến ngày 30/10/29 và ngày 13/9/kỷ sửu là 17 anh em ta là 12 là hoàn hảo, 15. 12 anh em hoàn hảo, kể cả bản thân cũng như cả gia đình, cả đội tập nội ngoại, con cháu đông đúc vui vẻ. Nước muối này là năm gian thôi, để mò rửa ngoại hai gian ra ngoài là hai gian đầu, cái còn mình làm cháu mấy tuổi rồi cháu? Hơn tuổi, gần 2 tuổi. Con trai à? Vâng. Quý hóa quá. Thăm, bà đi vào đi, bà đi vào trong nhà đi, bà đi vào trong nhà. Bà vào trong nhà. Ngồi trong này. Ngồi trong này mà con đấy. Chị có bia thì mời bia, có rượu mời rượu, mà không có thì chị mời nước chè. Đang khứa chết rồi. Ôi, tôi về đây dọn từ ấy nhờ, mới xong bàn đấy. Khó, nhiều bàn thế à. Đấy, trong cái tuổi kỷ sửu anh em mình cứ nói là có nó có số cả đấy. Giờ anh em mình có mười mấy anh em mà có tôi với ông Ứng là cùng ngành phát thanh truyền hình đấy. Quá nhiều vết đấy chị. Trong nhà đạo diễn. Mẹ thôi. Mỗi cái này đẹp đấy. Cửa kia cửa là thợ của ta cả đấy. Vâng. Cho lên quay phim. Người tự làm vào phim này. Đấy. Chào mừng ông đi. Trời ơi, ngoan nhỉ. Chương vì sự nghiệp phát thanh đấy. Oách ạ phết. Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Đi tôn ông ấy phải không? Cháu được bao tuổi? Cháu được 2 năm rồi. Cháu là tên là gì ạ? Cháu tên là Tuyến, Đinh Xuân Tuyến. Đinh Xuân Tuyến, Tuyến Tuyến, Tiền Tuyến ấy phải không? Vâng, Tuyến, mẹ là Tiền đấy. Vâng. Xin chào các tôi vào ghế. Đây! Để đi! Nhà ông Phát ơi! Làm quay gì không? Mở bàn chưa? Thế không bảo sức khỏe yếu lắm. Ok! Mình thấy đi đâu rồi? Người đâu nhà? Bà bạn ơi, gái bảo chào các ông đến chơi. Chào các ông đến chơi. Đâu nhỉ? Đây là cháu nội đấy ạ. Cháu nội đích tôn thứ mấy đấy ạ? Cháu thứ hai. Tháng 9 này mới đầu xuống họ. Đấy, người tuổi đồng niên kỷ sửu anh em chúng tôi, tôn ông Phát là người đẹp lão nhất. Đầu râu tóc là đẹp nhất. Đẹp lão nhất tuổi kỷ sửu đấy, năm nay 61 tuổi này. Anh lễ lại thôi cái ba phải. Thế ạ? À, thế giờ chị Phát nói cho anh em tôi đồng niên tuổi kỷ sửu mấy câu. Chị có cảm nghĩ gì về người chồng của chị là người tuổi kỷ sửu? Chị nhận xét xem cái tuổi kỷ sửu anh em chúng tôi tốt được cái điểm gì và xấu được cái điểm gì? Tốt cái gì? Chị thấy tuổi kỷ sửu tốt cái gì? Tốt cái gì là cái tốt? Chị tốt cảm là đánh chắn giỏi. Đánh chắn giỏi. Nói giỏi. Nói giỏi. Thế xấu cái gì? Xấu cái gì chị? Xấu cái gì? Đây xong rồi. Cái tuổi kỷ sửu anh em mình như là rất là buồn cười. Tôi với ông sửu, tôi phải gọi cậu ruột là ông cậu sửu tôi đây này. Cậu sửu tôi là đẻ trước tôi 5 ngày. Đấy. Bà cậu nói rõ như thế, là đẻ trước tôi 5 ngày. Thế bây giờ hai cậu cháu là vẫn còn song toàn hết cả đây, cả cục bà rồi. Mợ tôi đây. Thế bà mợ tôi thì phải nói một câu xem là cái tuổi kỷ sửu của anh em cháu là như nào. Vâng. Vui quá. Hả? Bà có chê cái điểm gì không? Không ạ. Chê quá. Nó mỗi cây mỗi cảnh, mỗi nhà mỗi cảnh đúng không? Cùng với tuổi đồng niên với nhau nhưng mà có ai giống ai đâu. Mỗi người hoàn cảnh nó khác nhau hoàn toàn. Đây là thằng con trai lớn đấy cậu nhỉ? Vâng. Thằng Ngọc đây gì? Đấy. Em nó bế con Thủy đấy. Cháu bà Sửu đi về đây. Cháu bà Sửu đi về đây. Ông Sửu đâu rồi? Có lấy ra đâu nè, con đang không biết. Chào bà Sửu.
Đây, chào cô. Bóng nửa đằng dưới là còn đi ăn. Ông Thưởng ra bắt tay ông Thưởng ơi. Ra bắt tay anh em gái, bắt tay anh em và rồi. Xin mời cô vào đây uống nước. Mời cô. Cô năm nay là cô 8 mấy rồi cô? 85. 87 rồi. Cô 8 mấy tuổi? Cô là tuổi gì cô? 85. Vâng. Thế là cụ hơn bố cháu 1 tuổi. Thế cụ thấy cái tuổi đồng niên anh em chúng cháu thế nào cụ? Cụ thấy tuổi đồng niên anh em cháu tuổi Thưởng ấy. Cụ thấy thế nào anh em cháu, cụ thấy là cụ chê cái gì cụ cứ nói để chúng cháu còn sửa chữa nè. Chê cái gì chúng cháu còn sửa chữa. Nhưng anh em cháu phải cho đá. Cháu là con ông Kính. Kính cụ Kính. Kính cao ông Kính ở trên. Vâng. Thế ông Thưởng cứ nói cụ chứ. Con rể của cụ ông Kính. Ông Kha. Vâng. Cháu đến chồng với anh. Vâng. Cháu đi tôn đây mà cháu nội đi cháu gái đây cháu gái đồng nhất thôi à cháu gái đồng nhất thôi của thằng thứ mấy đây của cháu thứ ba à. Bởi vì nói thì nói thế thôi, nhưng mà cụ là cha là mẹ chúng cháu, cụ cứ phải dạy chúng cháu đến nơi đến chốn cụ ạ. Thế là chúng cháu có điều gì cụ cứ nói đi. Phải sửa cái gì thì cụ cứ nói đi. Tật xấu của anh Thưởng là cái gì nào cụ? Cụ cứ nói thật, không có sợ cả. Đây anh em cháu đồng niên nhau. Đừng nói đánh bạc chứ nhỉ? Hay đánh bạc. Anh Thưởng là anh ấy xấu cái gì là cụ cứ không, nói. Không, không, đừng nói. Để cháu phải... Thế hay là cụ khen anh Thưởng cái gì cụ không. Nói ra là. Đâu rồi, mấy đứa cháu nội ngoại đâu rồi ông Thưởng? Thôi, hôm nay không anh nào nha. Đi lớp hết. Thế đứa ngoài sau là con dâu đấy phải? Thế con dâu con dâu thứ mấy đấy? Con dâu nhớ. Đúng vào đây nào. Thôi, xin chào. Tuổi đồng niên kỷ sửu đến thăm ông bà Thường đấy. Ông Thường thì đi không mang ngựa. Đi không mang ngựa. Ở đây bên đây là gì? Ông giai thứ mấy? Độc nhất vô nhị. À, độc nhất vô nhị. Mỗi. Cụ ngày xưa ông ra ông Thường làm gì có cái chốt như thế này. Trông. Ông Thường không ạ? Ông Thường không có cái phong độ như này, không. Cái nét làm sao được bằng thế chị Thường nhà mình cũng tuổi kỷ sửu à? Hay là tuổi đấy. Hả? Thế sao không chơi hội đồng niên luôn đi? Đôi châu vàng đấy. Ờ. À, châu vàng. Có tuổi kia vẫn là cũng chơi tuổi kia với bốn gà đấy chứ. Thế hai vợ chồng cùng tuổi, thế là có một đôi này thôi à? Hay còn đôi nào không? Mình hai vợ chồng Thường thôi. Có một đôi. Thế là nhất là gì này? Thế cũng là đồng nhất vô nhị. Vâng. Mỗi người có một cái nhất đúng không? Vâng. Hai ông bà này là nhất ở cái chỗ hai cái nhất. Khó tập nguyên mình. Ừ. Rưỡi mà ăn này. Thằng rưỡi mà ăn đấy. Rưỡi thằng cả. Nhà ngói khoa cổ đúng không? Vâng. Tất cả giờ số đồng niên anh em mình có ai có nhà ngói đại khoa cổ như của ông Thường không? Đúng không? Là năm không có. Thế là thằng cháu này là được thừa hưởng nhá. Làm ăn nhất chứ có mình thì các bà nhất đâu chỉ có trong cái tí thôi người các bà này trần trọi về đâu năm mấy năm 72 à 2000 tròn thế rồi.
hội, bà nào là bảo hội đội trưởng. Tôi là một trưởng. Thế mà ông ấy không dám đề xướng cả hội đồng luôn hai hai hội là một. Đấy. Đang vào quay phim các bạn cười. Quay phim cho bạn cười hả? Hôm nay rồi. Thường mà không. Đấy từ hôm nay. Hôm nay ăn gì mà? Ê, chào bạn đi. Bây giờ hội đồng viên ta lại tập trung liên hoan hàng năm luôn. Bên các bà bây giờ còn mười mấy người? 14, mình cũng... Thế mà ông ăn cùng thế vui quá đúng không? Quá là vui.